Xin chào mừng toàn thể các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tech Menu của Tech Mag ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một nội dung liên quan đến ASUS, đó chính là hé lộ chân dung Zenfone 4. Dòng điện thoại Zenfone của ASUS đã chính thức bước sang tuổi đời thứ 3, với hai thành viên mới nhất là chiếc Zenfone AR và Zenfone 3 Zoom vừa được giới thiệu tại hội chợ CES 2017. Tuy nhiên, những thông tin xung quanh thế hệ Zenfone tiếp theo đã sớm được tiết lộ trên các phương tiện thông tin đại chúng gần đây. Kiểu như là thằng bố vừa ra đời thì đã có thông tin về thằng con ấy. Bằng chứng là vừa qua, một chiếc điện thoại của ASUS với tên mã thử nghiệm đó chính là X00GD đã được cấp chứng nhận bởi cơ quan đăng kiểm viễn thông TENA của Trung Quốc. Và dĩ nhiên là theo truyền thống gia đình của cơ quan này thì các thông tin xung quanh thiết bị cũng đã được tiết lộ rất là rõ ràng. Theo đó thì chiếc Zenfone mới sẽ mang đến một thiết kế nguyên khối khá tương tự với các mẫu điện thoại tầm trung thuộc dòng Zenfone 3. Tuy nhiên thì điểm khác biệt là thiết bị lại được trang bị cảm biến vân tay tích hợp vào nút home vật lý và ở đằng trước thay vì ở mặt lưng như là phần lớn các thiết bị Zenfone 3 hiện tại. Bên cạnh đó thì một điểm thú vị khác của thiết bị nằm ở mặt phần mềm. Theo như các báo cáo thì chiếc điện thoại này được cài sẵn hệ điều hành Android 7 Nougat, một ưu ái mà chỉ các máy điện thoại cao cấp gần đây của ASUS mới nhận được mà thôi, như là chiếc Zenfone AR là một ví dụ. Trong khi đó thì các thông số của điện thoại này lại rất là bình thường, thậm chí còn thua kém nhiều so với chiếc Zenfone 3 Zoom tầm trung vừa mới được ra mắt, bao gồm vi xử lý 8 nhân, xung nhịp 1.5GHz, màn hình 5.2 inch HD mà thôi, cùng với bộ nhớ RAM cao nhất khoảng 4GB. Như vậy thì chắc chắn chiếc ASUS X00GD này phải thuộc một dòng thiết bị mới thay vì dòng Zenfone 3. Bởi vì đơn giản, chỉ có các dòng điện thoại mới và mang tính chất kế nhiệm thì mới được ưu tiên về mặt phần mềm như vậy. Do đó thì nhiều khả năng chiếc ASUS X00GD này chính là một thiết bị thuộc dòng Zenfone Series thứ 4, tức mang trọng trách kế tục cho dòng Zenfone 3 ra mắt từ năm ngoái. Như vậy là chiếc điện thoại đầu tiên của thế hệ Zenfone tiếp theo đã được sáng tỏ. Tuy nhiên thì chắc chắn đây sẽ không phải là chiếc Zenfone 4 tiêu chuẩn, mà đơn giản chỉ là một biến thể thuộc cùng thế hệ mà thôi. Bởi vì điểm đáng chú ý tiếp theo của chiếc điện thoại Zenfone mới này nằm ở dung lượng pin. Theo như các cái chi tiết kỹ thuật được công bố thì ASUS X00GD được trang bị viên pin lên tới 4850mAh, khá lớn so với các cái kích thước và độ phân giải màn hình chỉ có HD của nó. Và khi kết hợp với một thông số kỹ thuật tầm trung như thế thì rõ ràng là thiết bị này sẽ mang đến một thời lượng trải nghiệm dài răng rặc. Những đặc điểm này đều rất tương đồng với các cái triết lý của dòng Zenfone Max. Do đó thì TechMag có thể chắc chắn đến 96% rằng đây chính là chiếc Zenfone 4 Max. Các thông số kỹ thuật nổi bật còn lại của chiếc Zenfone 4 Max này bao gồm như là kích thước 149,5 nhân với 73,7 nhân với 8,85mm và nặng 169,5g. Thiết bị có thể tùy chọn mức dung lượng bộ nhớ trải đều từ 16GB cho đến 64GB. Camera chính 13MP, camera selfie là 8MP, khe cắm thẻ nhớ là microSD. Như vậy thì có thể thấy là các cái thay đổi trên chiếc Zenfone 4 Max này so với người tiền nhiệm Zenfone 3 Max sẽ nằm ở dung lượng pin được tăng thêm một chút, camera cải tiến đôi chút cùng với phần mềm mới hơn, và không rõ là ngoài cái phiên bản 5.2 inch này đã được hé lộ thì Zenfone 4 của ASUS có phát hành thêm những cái phiên bản mà màn hình 5.5 inch hay là 6 inch như năm ngoái hay không? À, năm ngoái thì không có 6 inch. Và trên hết, chiếc Zenfone 4 tiêu chuẩn vẫn còn đang nằm trong vòng bí mật, cũng như thời gian giới thiệu chính thức của dòng điện thoại này cũng vẫn là một ẩn số. Bởi chắc chắn một điều là ASUS đã không giới thiệu nó tại sự kiện CES đang diễn ra. Nhìn chung thì có thể là những cái hé lộ khá thông tin, nhưng vẫn còn khá nhiều câu hỏi xoay quanh thế hệ Zenfone tiếp theo mà hiện tại chúng ta chưa thể nào giải đáp được. Đến đây thì TechMag cũng đã cạn lời. Nếu các bạn có thêm thông tin gì về chiếc Zenfone 4 thì có thể comment ngay phía bên dưới video cho cả làng cùng biết. Còn bây giờ thì mình xin chào, hẹn gặp lại các bạn.